Võ Tắc Thiên. Tập 80. Bà ngoại cô vẫn luôn hoài nghi là bổn cung hại chết mẫu thân cô. Hôm nay ta sẽ nói toàn bộ chân tướng cho cô rõ. Năm đó mẫu thân cô tiến cung cũng giống như cô, vừa gặp liền yêu bệ hạ, thậm chí không tiếc hạ độc trong đồ ăn của ta. Cuối cùng bị bệ hạ phát giác, mẫu thân cô xấu hổ ăn năn nên tự vẫn. Những ngày này ta thường hay nghĩ, nếu như năm đó ta khoan dung thương tiếc hơn với mẫu thân cô thì có lẽ tỷ ấy sẽ không bước lên con đường cùng. Giờ đây cũng là ngự thê, đương nhiên ta sẽ chiếu cố cho cô, coi như đem những gì ta nợ mẫu thân cô năm đó trả lại trên người của cô. Sau này nếu rảnh rỗi thì thường tới nói chuyện với bổn cung. Thần thiếp cung tiễn thiên hầu. Cô ta trở về, quyến rũ bệ hạ tuyệt đối không phải nhất thời rung động, xem ra là có kế hoạch. Bất luận thế nào, cẩn thận trước đã, sai người theo dõi nó. Dạ. Dạ hầu, bà mượn tay bệ hạ giết mẫu thân ta. Thứ bà nợ mẫu thân ta, ta sẽ trả lại hết cho bà. Phu nhân, bệ hạ nghe nói người bị giả hậu triệu kiến, vô cùng lo lắng. Người đã dội từ ngự thư phòng tới cung họp bích rồi. Mở Nguyệt. Bệ hạ. Mở Nguyệt. Mở Nguyệt, nói cho trẫm biết, di mẫu nàng gọi nàng tới là vì chuyện gì? Có phải bệ hạ lo lắng di mẫu gặp Mẫn Nguyệt sẽ thấy khó chịu không? Trong lòng bệ hạ cuối cùng vẫn nghiêng về phía di mẫu. Cũng chẳng có gì, di mẫu chỉ dặn Mẫn Nguyệt sau này ở bên người nhiều hơn, còn kể một chút chuyện ngày xưa, nói tới mẫu thân của thiếp. Vậy nàng cho trẫm biết hai người đã nói những gì? Thì những chuyện thú vị ngày trước thôi. À đúng rồi, di mẫu còn hỏi thiếp có thích vòng tay màu tím mà người tặng cho thiếp không. Thiếp nói thiếp rất thích, ngày nào cũng đeo nó. Bệ hạ yên tâm, di mẫu nói rồi, người sẽ không trách tội Mẫn Nguyệt tiếp cận bệ hạ đâu. Không xong rồi bệ hạ, từ đêm hôm qua Ngụy Quốc phu nhân cứ luôn sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Mẫn Nguyệt, bãi giá cung hợp bích. Dạ, mau lên. Khởi bẩm bệ hạ, độc mà Ngụy Quốc phu nhân trúng phải là độc mãn tính. May mắn là thể chất của phu nhân yếu ớt nên mới phát hiện sớm. Lúc nãy di thần đã chẩn trị, bây giờ đã không có gì đáng ngại. Thầy, khanh có thể cho trẫm biết Ngụy Quốc phu nhân thật ra đã trúng loại độc gì? Di thần phát hiện phần cổ tay của Ngụy Quốc phu nhân có vết hằn đen, nên có suy đoán chất độc ngấm vào cơ thể qua cổ tay. Sau đó quả nhiên phát hiện đã có người bôi chất độc lên trên chiếc vòng ngọc màu tím mà Ngụy Quốc phu nhân đeo hằng ngày. Bé hả? Mẫn Nguyệt, con xem. Đẹp quá. Đôi vòng ngọc màu tím này là do mẫu thân con để lại. Di mẫu mang nó theo bên mình về giao lại cho con. Con nhất định phải giữ gìn cho cẩn thận, có biết không? Mỹ nương. Thầy. Dạ. Tuyệt đối không được tiết lộ chuyện Mẫn Nguyệt trúng độc. Cứ nói với bên ngoài nàng ấy bị nhiễm phong hàn cho trẫm. Di thần tuân chỉ.
thiên hậu. Vừa rồi bệ hạ sai người tới truyền khẩu dụ, nói là gần đây thiên hậu vất vả nhiều rồi, bắt đầu từ ngày mai có thể hậu đình tĩnh dưỡng, không cần phải tới điện Thái Cực tham dự buổi triều sáng. Bệ hạ đúng là rất tận tâm. Khởi bẩm thiên hậu, để nhân kiệt đại nhân cầu kiến. Lui xuống. Dạ. Di thần bái kiến thiên hậu. Miễn lễ. Có biết đại nhân tới là có việc gì cần tấu? Khởi bẩm thiên hậu, Minh đạo trưởng bị thích khách sát hại. Một canh giờ trước, thuộc hạ của thần đã phát hiện thi thể ông ấy ở con hẻm nhỏ phía tây thành. Bình thân. Tạ bệ hạ. Các vị khanh gia, thái tử vừa mới được lập, cần thời gian để luyện tập. Trẫm đã quyết định, kể từ tháng sau sẽ di giá tới cung Lạc Dương. Lúc trẫm không thượng triều, sẽ có thái tử tới đây để giám quốc. Khởi bẩm điện hạ, mấy quyển hậu hán đại hậu lâm triều, ngoại thích chuyên quyền, dẫn tới quốc vận suy vong này. Bệ hạ vừa xem xong sẽ nhận ra ngay võ hậu Phò Chính, tông tộc Võ Thị dần dần dấy lên mối nguy hiểm. Tốt tốt, không ngờ với quyển này nhanh vậy đã hoàn thành rồi. Ngày mai ta sẽ đem dâng nó lên phụ hoàng. Chúc mừng điện hạ, hôm nay thiên hậu không dám làm tới điện Thái Cực. Hơn nữa, bệ hạ đã tuyên bố kể từ tháng sau sẽ để cho điện hạ chủ chính giám quốc. Chúc mừng điện hạ. Ý trời, đúng là ý trời. Khởi tấu điện hạ, thiên hậu truyền gọi thái tử tới điện Cam Lộ diện kiến. Có phải là con nghi ngờ do ta hạ độc giết chết ca ca con? Nhi thần không dám. Con sợ ta sẽ cướp mất giang sơn của con. Nhi thần chỉ biết dù nhi thần cố gắng thế nào, cho dù văn thao võ lược đứng đầu trong số các vị hoàng tử, thì mẫu hậu vẫn chưa khen nhi thần lần nào hết. Mặc dù bây giờ nhi thần đã là thái tử rồi, nhi thần vẫn cảm thấy lo sợ khi đứng trước mặt của mẫu hậu. Trước đây quả thật ta có bất công với con, nhưng mà hiền nhi con nên biết là năng lực và sự khen thưởng thật ra là một mảnh đất màu mỡ. Nếu con không cẩn thận sẽ nảy sinh tham vọng và dạ tâm. Đại đường này trước nay không thiếu những vị hoàng tử tài hoa phát tiết, nhưng lại hiếm thấy huynh đệ hòa thuận cả đời. Trước đây ta hạ cấp với con chính vì không muốn nhìn thấy thảm cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra lần nữa. Ta hy vọng mấy huynh đệ các con có thể sống bình an cả đời. Mẫu hậu, nhiều năm về trước ta một lòng suy nghĩ giang sơn là thế nào, xã tắc là thế nào, nhưng mà không ngờ cuối cùng ta lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Con cái lạnh nhạt, nhà không ra nhà. Mẫu hậu, nhi thần ngu muội ngỗ nghịch bao năm, xin mẫu hậu trách phạt. Nè, đứa con ngốc này có gì mà trách phạt với không trách phạt. Chỉ cần xóa bỏ được khoảng cách giữa con và mẫu hậu thì trong lòng mẫu hậu đã an ủi lắm rồi. Hiền nhi, từ hôm nay trở đi
mẫu hậu sẽ không lâm triều nữa. Đạo trưởng Minh Sùng Nghiễm đã qua đời, mẫu hậu phải lo hậu sự cho ông ấy, chăm sóc gia đình ông ấy. Từ giờ con ra giám quốc nhất định phải công tâm đó. Nói ra mới nhớ, Minh đạo trưởng đã từng nhắc tới một người bạn với con tên Thông Sử Liệu. Như thần muốn đưa người bạn đó vào văn học quán biên soạn sách về Hậu Hán. Chỉ tiếc là đạo trưởng quy tiên quá sớm, không tìm được người đó. Người đó thật sự tên gì? Tôn Vô Sinh. Mà hậu biết người này sao? Không hề biết. Hiền Nhi, con lùi xuống trước đi. Dạ. Hiền Nhi. Mẫu hậu, con đường sau này có lẽ mẫu hậu không thể nào đi cùng con nữa. Con nhất định phải biết tự bảo trọng, con biết không? Hậu tán Minh Sùng Nghiễm, sắp xếp tốt cho con cháu ông ấy. Ngoài ra nói với Địch Nhân Kiệt, nói cái chết của Hoàng Nhi không cần phải tra nữa, phần tiếp theo của chuyện này phải nhờ ngươi sắp xếp rồi. Dạ. Huynh tới muộn rồi. Ta phải chắc chắn không có ai đi theo. Bộ cũng phải cẩn thận chứ. Vào trước mẫu hậu vừa mới triệu kiến muội đó, người có nghi ngờ muội không? Bà ta già rồi, cái chết của Lý Hoàng đã làm bà ta hoang mang. Ngoài việc phô trương thanh thế để uy hiếp, bà ta còn có thể làm gì được muội? Bây giờ muội chỉ mới dở một chút kế nhỏ đã khiến cho bệ hạ đuổi bà ta ra khỏi điện thái cực rồi. Lần này á, đúng là phải đa tạ muội. Phụ hoàng đã hạ lệnh để ta giám quốc rồi. Huynh tưởng là võ hậu sẽ cam tâm ra khỏi điện thái cực sao? Hả? Ý muội là sao? Giết ngũ ca vẫn còn chưa đủ, muội còn muốn ra tay với mẫu hậu nữa hả? Mẫu hậu? Điện hạ lại mềm lòng rồi sao? Lúc đầu khi muội và huynh quyết định giết chết Lý Hoàng, huynh cũng có bộ dạng này. Bây giờ huynh hối hận rồi à? Hối hận? Hối hận? Kế thừa ngôi vị, ta phải thay cũ đổi mới. Ngũ ca là con trai lớn, ta sớm muộn cũng tiễn huynh ấy lên đường thôi. Nhưng mà mẫu hậu, như bây giờ tình cảm của mẫu hậu và phụ hoàng đã xảy ra mâu thuẫn rồi. Tại sao chúng ta phải tuyệt tình như vậy chứ? Muội phí bao công sức giữ bệ hạ lại, thật ra cũng chỉ giữ được người một đêm. Tuy sau này người thường hay tới cung hợp bích, nhưng chưa từng chạm vào muội. Người chỉ muốn nói chuyện với muội. Trái tim của bệ hạ vẫn thuộc về người đàn bà đó.
Cho nên chỉ cần bà ta còn sống, lúc nào bà ta cũng có thể lấy lại được sự tin tưởng và sủng hạnh của bệ hạ. Sự tồn tại của võ hậu chính là con dao sắt treo lơ lửng trên đầu hai chúng ta. Nếu bà ta biết cái chết của thái tử là do chúng ta làm, bà ta sẽ buông tha cho chúng ta sao? Võ hậu triệu kiến huynh là đang muốn thăm dò huynh. Với muội mà nói, tất cả mọi thứ, trù tính và gánh nặng bao nhiêu năm nay, sinh tử thành bại đều nằm trong tay của huynh. Chuyện tới nước này, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Nghe nói gần đây Dự Dương tặng võ hậu một bình mông đỉnh trà. Vi thần khấu kiến thiên hậu. Lý đại nhân đứng dậy đi. Không biết là đêm hôm Lý đại nhân đến đây có chuyện gì muốn bẩm tấu? Bẩm thiên hậu, mấy ngày nay thiên hậu lâm vào thế cục nguy hiểm, thần trong lòng phiền muộn, đêm không thể ngủ. Lý đại nhân quá lo rồi. Bao nhiêu năm nay ta nhiều lần rơi vào thế nguy, nhưng mà tới nay không phải vẫn đang yên ổn sao? Thiên hậu, trước đây lần nào bệ hạ cũng phải ở phía sau người, nhưng mà lần này bệ hạ lại ở cung hợp bích. Thiên hậu à, chốn hậu cung bệ hạ chỉ độc sủng Ngụy Quốc phu nhân, trên triều đình người lại không thể vào điện thái cực can dự triều chính, thậm chí còn gánh hiềm nghi giết con đẻ của mình. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ khi Ngụy Quốc phu nhân vào cung. Chúng thần nghi ngờ rằng thế cục hiện nay Hạ Lan Mẫn Nguyệt tuyệt đối không thể tồn tại trên đời. Khanh nói là chúng thần, ta hỏi khanh, ngoài khanh ra còn ai cũng suy nghĩ như vậy nữa? Tất cả học sĩ bắc môn trung thành với thiên hậu đều có suy nghĩ như vậy. Lý đại nhân, ta thấy ông trải qua những ngày tháng thuận buồm xuôi gió cũng quá lâu, đầu óc u mê rồi phải không? Lẽ nào đám học sĩ bắc môn bền vững như tấm thép? Người có biết nếu có người nào đem ý đồ trừ khử Mẫn Nguyệt của khanh tiết lộ ra ngoài, đối với khanh mà nói chính là họa ngập đó. Nhưng mà Hạ Lan Mẫn Nguyệt rõ ràng là, nếu không có ý chỉ của bổn cung, không kẻ nào được máy may đụng tới nó. Khanh nghe rõ chưa? Dạ. Lùi xuống đi. Di thần cáo lùi. Thiên hậu à, người nên nghĩ lại đi. Lý Nghĩa Phủ bí mật họp đám học sĩ bắc môn mua đồ trừ khử Mẫn Nguyệt rồi. Vi thần đã bố trí tai mắt vào đám học sĩ bắc môn, điều này do chính tai hắn nghe thấy. Chắc là thiên hậu cũng đã biết chuyện này rồi. Hiện giờ con chưa thể chắc chắn chuyện này có liên quan tới thiên hậu hay không, nhưng mà vừa rồi Lý Nghĩa Phủ đã vào cung bái kiến thiên hậu. À còn nữa, cũng trong hôm nay thiên hậu biết Minh Sùng Nghiễm bị ám sát chết, hạ lệnh cho ngừng tra xét cái chết của thái tử Hoàng. Cho người điều tra cái chết của Minh Sùng Nghiễm. Tuân lệnh.
Nương nương, theo chỉ thị của người đã cho người điều tra từ cái chết của cung nữ Hinh Nhi, đúng là không ngoài dự liệu, tất cả đầu mối đều hướng tới Thái tử Hiền. Con cái gây ra chuyện lầm lỗi, người làm mẹ biết làm sao đi. Truyền lệnh Vũ Lâm vệ tập kết Đông cung, bắt lấy Thái tử. Dạ. Khởi bẩm điện hạ, chúng nô tài đã tới những nơi Triệu Lan thường lui tới để tìm kiếm hết rồi, nhưng vẫn không tìm thấy. Không tìm thấy sao? Không tìm thấy phải mời đọc phạm nhi tìm kiếm chứ. Một người sống sờ sờ lại biến mất bạc tâm. Ngươi, thành Trường An này dù có lật lên cả mấy lần, ngươi cũng phải tìm cho ra Triệu Lan sinh cho ta. Dạ. Cút. Đã tới nước này ngươi vẫn không chịu khai sao? Ngươi có biết phong ngôn hình dịch định có lột da rách mặt 12 món chính, nếu ngươi vẫn không khai ra Minh Sùng nghiễm chết ra sao, thì ta nhất định sẽ dùng từng món một thử nó trên người ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Ta khai, ta khai. Liễu Hoàng là do Thái tử giết, Minh Sùng Nghiễm cũng là do Thái tử giết. Lúc đó ta chỉ giúp một tay, chứ không hề cho ta giết người. Bệ hạ giá đạo. Ngươi hãy nói lại những lời vừa rồi cho trẫm nghe một lần nữa. Bệ hạ tha mạng, nếu bệ hạ không tin những lời dĩ thần nói, có thể phái người tới xét chuồng ngựa Đông cung. Bên trong giấu rất nhiều binh khí và áo giáp, đều do Thái tử sai thuộc hạ lén giấu trong đó. Khởi bẩm bệ hạ, thiên hậu đã lệnh vệ tâm quân bao vây Đông cung. Điện hạ, đại sự không xong rồi điện hạ. Bên ngoài có một đám Vũ Lâm vệ đã bao vây chặt chỗ này rồi đó điện hạ. Ông trời cuối cùng cũng không đứng về phía ta. Điện hạ, lục soát kỹ cho ta. Khởi bẩm tướng quân, trong chuồng ngựa của Đông cung tìm được rất nhiều áo giáp và binh khí. Mang ra đây. Dạ. Điện hạ, bây giờ còn gì để nói nữa không? Là Triệu Đạo Sinh bắn đứng ta. Thì cậu nô tài nó đang ở đâu vậy? Ta phải lộn da quán ra, rút xương quán. Mẫu hậu, mẫu hậu, con biết người đang ở gần đây. Người ra đây đi, người ra đây, xem đứa con có biết tự lượng sức của mình đi. Người ra đây. Nếu luận về âm mưu quỷ kế, Di thần, Di thần không bằng một phần nhãn của người đâu. Mẫu hậu, người ra đây đi. Hãy
Thái tử và bọn hạ nhân tạm thời nhốt tại Đông Cung chờ xử lý. Khởi bẩm phu nhân, sau khi thái tử bị nhốt vào Đông Cung đã nhận hết mọi tội lỗi đều do bản thân của mình làm rồi. Thái tử có nhắc tới bổn cung không? Theo nô tỳ biết thì không có. Sau khi thái tử nhận tội thì không nói năng gì nữa hết, chỉ ngày ngày đi dạo trong Đông Cung thôi. Theo ngươi được biết cũng có nghĩa là ngươi cũng không thể chắc chắn. Đông Cung gần đây canh phòng nghiêm ngặt, muốn dò thám tin tức khó hơn ngày thường nhiều. Nô tỳ vô dụng, xin phu nhân thứ tội. Không biết bắt đầu từ lúc nào chúng ta đứng cạnh nhau lâu như vậy, nhưng mà hình như không biết phải nói lên lời gì. Vậy chưa hẳn không tốt. Có những lúc im lặng có thể tránh được rất nhiều những tranh cãi không cần thiết. Giữa hai vợ chồng phần lớn thời gian cũng nên như vậy thì tình yêu được lâu dài. Tiếp nói có đúng không bệ hạ? Lúc nào nàng cũng có đạo lý của mình. Nàng hãy nói chuyện với trẫm đi. Ví dụ như con cái của chúng ta. Bệ hạ, từ lúc nào người bắt đầu nghi ngờ Hiền Nhi? Hiền Nhi, cho dù là trẫm không có chứng cứ đi nữa, nhưng mà trong lòng trẫm luôn có chút bất an. Mị nương, chắc nàng cũng phát hiện, từ lúc Hoàng Nhi trở thành thái tử, trên mặt Hiền Nhi lúc nào cũng nở nụ cười. Trên thế gian này không có ai là cười mãi được đâu. Tám vị tể tướng trong triều đã điều tra ra được, đã định Hiền Nhi tội mưu phản. Vậy còn bệ hạ? Bệ hạ định xử lý Hiền Nhi thế nào? Người bình thường phạm tội mưu phản trời đất bất dung, huống hồ chi nó còn giết huynh ruột mình. Tuy về tội không thể tha, nhưng về tình có thể tha thứ. Nếu không vì bao năm nay thiếp luôn áp chế đứa con này, nó cũng sẽ không có giả tâm và thù hận như vậy, cũng không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Bỏ đi. Vậy làm theo ý nguyện của nàng, phế ngôi thái tử của nó, miễn cho nó tội chết, giáng làm thứ dân lưu đày đến Ba Châu. Mị nương, tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, người có tâm sự. Con của chúng ta nếu không bị giết chết thì phạm trọng tội bị lưu đày. Một cõi giang sơn trước mắt, rốt cuộc sẽ do ai kế thừa? Bệ hạ, không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.
chúng ta vẫn còn rất nhiều con cái. Chúng ta sẽ chọn ra được một người có thể khiến bệ hạ yên tâm. Yên tâm đi. Bao nhiêu năm nay cùng với trẫm xử lý chính sự, ngoài nàng ra đã từng có ai khiến cho trẫm yên tâm chứ? Chúng ta nhất định có thể tìm ra người có thể gánh vác Giang Sơn Đại Đường. Chúng ta còn có những đứa con khác mà bệ hạ. Hiển Nhi không được, còn có Hiển Nhi. Hiển Nhi không được, còn có Đáng Nhi. Hiển Nhi tính cách bình thường, nhưng nó giống như là nước ở trong mặt hồ vậy, nông cạn, ngu ngốc. Đáng Nhi tuy đủ thông minh, nhưng chỉ muốn một mình tiêu diêu, không màng tới thế sự. Mỹ Nương à, bọn chúng căn bản không hợp làm hoàng đế. Bọn chúng căn bản không thể đảm đương trọng trách này được đâu. Bệ hạ, ngọc nếu không mài thì sẽ không sáng. Mỹ Nương cảm thấy con cái chúng ta không đến nỗi kém cỏi như vậy. Liệu chúng ta có nên thử một lần không? Hả? Vậy thì thử đi. Từ lúc Hiền Nhi bị giam trong Đông Cung cho tới nay, những vương công triều thần trước đây thân thiết với nó đều không do dự mà phủi sạch mọi quan hệ. Chỉ có anh Dương Hiển Nhi vẫn còn niệm tình huynh đệ trước đây, đích thân đến Đông Cung thăm nó. Năm đó phụ hoàng và cứu phụ vì thấy ta nhân từ hiền lương mà đã chọn ta. Tần thái tử dù không có giỏi giang thì ít ra cũng phải có một phần lương thiện đó. Thủy công công, thánh chỉ tới. Tôi thần Lý Hiền tiếp chỉ. Lý Hiền không nghe lời dạy tổ tông, coi thường lời trẫm, độc ác ngang tàn, có giả tâm làm phản, ngầm trữ áo giáp và binh khí trong Đông Cung, tội danh đầy rẫy không thể tha thứ. Nếu để người bất nhân bất hiếu làm vua sẽ làm tổn hại Giang Sơn. Cao Tổ, Thái Tông và trẫm trị nước Thái Bình, không thể để người như vậy kế thừa. Nay phế ngôi thái tử, giáng làm thứ dân, đầy tới ba châu. Tội dân Lý Hiền tiếp chỉ. Trồng dưa dưới hoàng đài, dưa chín trái mê say, hái một lần còn tốt, hai lần hai quả thưa. Nương nương, thái tử ngày thường chẳng phải kết giao rộng rãi khắp thiên hạ hay sao? Sao tới lúc này đây lại không hề thấy bóng dáng một người nào? Nhưng kẻ đó đều là người thông minh, được lợi làm bạn, bất lợi liền tuyệt giao. Trồng dưa dưới còn hoàng có ai đài, lại đính tiễn một thái tử thất thế chứ? Mê sai. Lộc ca, muội đến tiễn huynh một đoạn. Ta tưởng là thất đệ tới tiễn ta, không ngờ lại là muội. Hiển quả thật có lòng đến tiễn, nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã bị Di thị và huynh ấy ngăn cản lại rồi. Vậy cũng tốt, không có huynh ấy ở đây chúng ta càng tiện nói chuyện. Hả?
lẽ ra bộ công nên đến tiễn ta. Chúng ta quen biết từ nhỏ, tình nghĩa sâu nặng. Lần này đến tiễn huynh vốn dĩ không có gì đáng trách. Cho dù bệ hạ biết được, cùng lắm cũng chỉ trách muội quá coi trọng tình nghĩa thôi. Số trà mông đỉnh đó đã đưa đến chỗ võ hậu rồi. Chúng ta vẫn chưa thua đâu. Chỉ cần huynh giữ kín miệng, đợi một ngày muội trở thành chủ nhân của hậu cung, muốn đón huynh về Trường An cũng vẫn còn có khả năng đó. Cho dù muội hại chết mẫu hậu ta để chiếm đoạt ngôi vị, thì ta làm sao trở về Trường An được chứ? Lần này muội tới tiễn ta chỉ là để thăm dò ta có khai bụi ra hay không thôi. Lục ca, huynh nghĩ quá nhiều rồi. Mẫn Nguyệt, nghe ta nói đi, đừng có làm vậy nữa. Hãy dừng ta lại đi. Ta đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm rồi. Muội đừng mãi u mê nữa. Muội căn bản đó không lại mẫu hậu đâu. Lục ca, muội không giống huynh. Huynh là con của võ hậu, bất luận huynh làm gì, võ hậu cũng sẽ niệm tình tình mẫu tử mà không nỡ giết huynh. Nhưng còn đối với muội, trận đấu này của muội và võ hậu, không thắng thì chỉ còn con đường chết. Muội không còn đường lui nữa, huynh bảo trọng. Bẩm thiên hậu, vừa rồi bệ hạ thử nguyệt trong điện, nhất thời nổi hứng uống rượu, đột nhiên phong tật phát tác, bây giờ đầu đau không ngừng rồi. Cái gì? Ai bảo các ngươi cho bệ hạ uống rượu? Không phải ta nói rồi sao, bệ hạ bị phong tật không được uống rượu. Là do chính bệ hạ, cho nên bệ hạ. Nàng tới rồi. Lùi xuống hết đi. Dạ. Bệ hạ, chẳng lẽ người đã quên bệnh phong tật của người đang bị lại? Sao lại uống rượu chứ? Lỡ như bệnh tình càng nặng thêm thì sao? Bệnh tình của trẫm trong lòng trẫm hiểu, là cơ thể ta không nên thân mới gây ra giang sơn xã tắc vốn rất ổn định lại gây ra lung lay trong gió bão. Cho dù dùng cách gì đi nữa cũng phải đem thử hết. Điều này không phải nàng dạy trẫm sao? Bệ hạ, không phải chúng ta đã thương lượng với nhau rồi sao? Chúng ta còn có hai đứa con. Nàng xem đi, xem đi. Dạo này các đại thần trong triều không ngừng hành văn phản đối Lập Hiển Nhi làm thái tử. Bọn họ dường như đều cho rằng giao giang sơn đại đường cho Hiển Nhi thì có nghĩa là chấm hết. Thật ra ta cũng không có bất kỳ hy vọng nào đối với Hiển Nhi. 100 con cừu rốt cuộc vẫn là con cừu, sao trở thành mãnh hổ được chứ?
Hy vọng duy nhất bây giờ của ta, ngoài làm cho bản thân mình mạnh khỏe ra, thì còn cái gì nữa?